Xin chào tất cả mọi người. Sau những tháng ngày bị cách ly trốn dịch tại thành phố thì bây giờ mình lại về quê nha mọi người. Về quê thì mình cảm thấy cuộc sống ở quê thật là yên bình đó mọi người. Ở thành phố thì hiện nay thì cách ly thì không làm ăn gì được cả, cho nên mình về quê sống thì có gì ăn nấy nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi dỡ cái lờ cá. Lúc tối ông anh mình có đặt, bây giờ mình đi theo ông anh mình để dỡ lờ cá nha mọi người. Khung cảnh xung quanh mình nè mọi người, đây là một cánh đồng rất là rộng, đồng lúa đã gần chín rồi nha mọi người, chuẩn bị đến mùa gặt rồi nè. Về quê là không sợ đúa nha mọi người. Ở thành phố thì Đà Nẵng hiện tại là không làm gì được cả, cho nên về quê là không sợ đúa. Lúa gần đến mùa gặt rồi nè, người thấy không, đồng rất rộng. Giờ mình sẽ đi thu nhập thêm cái mít cá. Quá tay tay ghê quá. Đã tới mương nước nơi đặt lờ nha mọi người. Anh mình đang xuống giải lờ. Cái này là nhỏ hay là to anh tự? Là to đó hả? Là siêu to khổng lồ. Ồ, nó thoát cái trận rồi rậu. Con cá nhỏ vô rút rồi hết rậu. Con nhỏ vô rút rồi trận rồi rậu. Đạt hai cái luôn à. Hai cái bay có khả năng. Có cua nữa nè, con cua đang là nhỏ kìa. Cái là này to hơn là kia đúng không? Ồ, mọi người thấy cá không? Đó là siêu to khổng lồ này, cá này đó. Cá chín hết rồi. Cái đồ đồng mình rắn không thấy luôn thầy. Cái trà cũng không có luôn. Con cá to. Ừ.
là cái mặt nó dễ mất. Là nhỏ à? Dở trúc là. Sao mà đi dở sớm. Là nên là không biết gì. À là dở rầu. Dở rầu rồi. Thì mình dở lẹ ở đây. Là nó có dở. Có cua nữa mọi người nè. Đấy, cua đầm. Ừ. Nó còn này. Đấy. Là này thì có mấy con cua. Thấy càng không? Ừ. Thử nghiệm này. Kẹp rồi. Thử nghiệm có càng hắn nghe mọi người. Người thắng kẹp không? Ha, bỏ vào. Sau khi mình dở là bắt xong đợt cá này thì mình phải đặt lại đây, là đặt lại lần nữa nha mọi người, ngụy trang để đặt lại và mai ra dở tiếp, tiếp tục là có cá ăn. Thế là tới hướng kia anh tự đi chỗ này luôn. Tiếp tục để dở là khóc đẹp hay dở đó. Khô nước chứ không có coi. Một con. Là một cũng có cua rồi. Tăng kinh có nữa à? Khô nước rồi. Tiếp tục đi đặt chỗ khác. Trời xanh đẹp quá. Hai con gì bay. Tìm chỗ sao nó đẹp nha mọi người. Vừa rồi nó mưa, nước rất là sâu, cảnh quá đẹp mọi người. Đồng rộng bao la, trời xanh bát ngát. Sao dở? Quanh quanh đây à? Dở lá đi luôn rồi à?
mới lên đây chắc không thái rồi đó. Đây đạt chú sao đang thái được. Ui cho bỏ cỏ lên. Thành quả sáng giờ này mọi người, đây là cua. Đây là cá này, đó, quả sáng giờ này. Đây. Mệt quá mọi người ơi. Nghỉ mát xí. Nghỉ mát tí rồi đi về nhà. Trên đường về là mình thấy cái lá này mọi người này. Đây là lá nghệ nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đây là lá nghệ mọi người, lá nghệ này là kho cá rất là ngon nha. Mình hái những cái lá non non á mọi người. Về kho cá rất là thơm, rất là ngon. Xa xa ngoài kia là mọi người cũng đang đứng tủ kìa, không? Ở quê mỗi lần không có đồ ăn thì mình đi bắt cá này, bắt lươn, bắt ếch, đủ loại. Ừ. Đây bắt cá đụng đau nha mọi người. Đây mọi người, đây là thành quả lúc lúc sáng mình mới đi bắt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kho với lá nghệ và ớt hạt cay nha mọi người. Mình mời mọi người thưởng thức thử món của mình chế biến nè. Mình bắt cá nhỏ là mình kho lá nghệ nha mọi người. Mình cá to là mình sẽ chiên dầu hoặc là lắp thịt hay là nấu cháo cũng rất là ngon mọi người. Rất là ngon. Dạ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây để mời mọi người trong nhà mình lại thưởng thức món ăn này cho mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video mình làm hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nha. Bye mọi người.